Thế thì cái tác dụng của acetylcholine là cái gì? Đó chính là nó tác dụng lên hai hệ. Thứ nhất đó là hệ muscarinic, và cái thứ hai đó là nó acetylcholine sẽ tác dụng lên hệ nicotinic. Nicotinic. Ở trên cái hệ muscarinic ấy, thì nó thường cái tác dụng của acetylcholine nó sẽ chiếm ưu thế hơn, và nó biểu hiện của cái tác dụng của hệ muscarinic đó chính là hệ biểu hiện của cường phó giao cảm. Cụ thể ví dụ như ở trên mắt đấy, thì khi mà nó gây co đồng tử rồi co thể mi, co đồng tử co thể mi như vậy thì nó sẽ gây Cô ra có slide không ạ? không có slide, nhưng mà cô nói dưới dạng này để cho các bạn nhớ hơn, chứ đọc slide này các em đọc đúng không, chủ yếu các em đọc thôi, chúng ta phải tập trung vào chúng ta nghe nhé. Khi mà tác dụng lên trên cái hệ muscarinic ấy, thì nó sẽ gây co đồng tử rồi co thể mi, từ đó thì nó sẽ gây ra làm giảm nhãn áp. Nó khi co đồng tử co thể mi như vậy thì nó sẽ làm cho cái dịch ở nhãn nhãn cầu ấy nó sẽ đi ra, lúc mở cái ống thông dịch ấy nó mở ra và dịch nhãn cầu nó đi ra, như vậy nó sẽ gây giảm áp. Đấy là tác dụng trên mắt, cũng giống như các bạn thôi, cô chỉ nói lại thôi, vừa các bạn cũng đã nói ra được đầy đủ, gần như đầy đủ các tác dụng rồi. Đấy là trên cái trên mắt. Thế còn cái tác dụng thứ hai đó là tác dụng ở trên hệ tuần hoàn ấy, thì ví dụ như ở trên tim ấy thì nó gây giảm nhịp tim rồi giảm sức co bóp của cơ tim, do đó mà nó làm giảm hoạt động của tim. Giảm hoạt động thì có giảm nhịp thì giảm sức co bóp đúng không ạ? Sau đó khi mà giảm sức co bóp giảm nhịp thì nó gây giảm dẫn truyền để giảm tính hưng phấn của tim. Tất cả những cái điều đó thì nó gây ra gì nhỉ? Gây ra giãn mạch hạ huyết áp. Cái tác dụng hạ huyết áp trở trên của acetylcholine này thì nó diễn ra nhanh, mạnh nhưng rất là ngắn. Đấy là tác dụng trên hệ tuần hoàn. Còn ở trên cơ trơn thì như thế nào? Cơ trơn cụ thể ví dụ như là cơ trơn đường tiêu hóa này, đường tiết niệu này, đường mật này, đường hô hấp này, thì ở trên cơ trơn thì nó làm tăng hoạt động của cơ trơn đấy ạ. Với nhiều thấp acetylcholine này, với nhiều thấp ấy, thì nó sẽ có tác dụng là làm tăng co bóp của cơ trơn, làm khi mà nó làm tăng co bóp như vậy thì nó sẽ làm cái gì nhỉ, tăng co bóp, tăng hoạt động của cơ trơn thì nó gây ra các cái triệu chứng kích thích. Ví dụ nhưng mà nếu mà ở cái liều cao quá đấy thì là cái tác dụng kích thích của nó mạnh quá. Ví dụ như ở cơ trơn đường hô hấp, mà nếu mà chúng ta thấy rằng nếu như mà nó mà co bóp mà nó quá thấp mạnh quá thì sẽ bệnh nhân sẽ khó thở đúng không? Còn nếu mà ở dạ dày ruột mà nếu mà nó co mạnh quá thì bệnh nhân sẽ đau bụng. Và thể nói về cái chức năng ngoại tiết của nó đấy, tức là liên quan đến các cái tuyến tiết, thì cái acetylcholine này nó sẽ làm cho các cái tuyến của ngoại tiết nó tăng tăng hoạt động lên, nó tăng tiết. Ví dụ như ở nước bọt ấy thì acetylcholine nó sẽ làm cho tăng tiết nước bọt, tăng tiết nước mắt, rồi như vừa cô nói là nó gây co đồng tử co thể mi đấy ạ, đúng không? Thì cái nước mắt nó được tiết ra nhiều hơn ấy. Thế rồi ở phế quản thì nó làm tăng tăng đờm ấy, tăng cái tiết đờm lên. Ở ruột thì tăng tiết dịch vị. À, ở dạ dày thì tăng tiết dịch vị. Liều cao quá, nếu acetylcholine mà được đưa vào cơ thể với liều cao quá thì nó cũng có thể gây ra rối loạn bài tiết. Mà các em biết có một cái chất mà ở trên lâm sàng ấy là người ta sử dụng nó như là đồng vận của acetylcholine, các em biết là nó là chất nào mà nó được sử dụng khi mà bệnh nhân bị ngộ độc. Của đọc phốt pho hữu cơ đấy. Phốt pho hữu cơ các em biết nó là chính là cái thuốc trừ sâu ấy. Mà các em biết là người ta dùng cái thuốc chất gì không? Để đối kháng lại không? Nhìn lâm sàng rồi. Atropine. Ừ đúng rồi, atropine. Chuẩn. Bạn nào ấy nhỉ? Bạn nào vừa nói được câu ấy? Em nào nào? Em nào nào? Ạ. Em này.
Hiện lên cho cô xem là cho cả lớp xem là ai nào. Không biết người ta sử dụng như thế nào không? Atropine thì dùng như thế nào? Nếu như bệnh nhân ngộ độc Aspirin. thuốc hữu cơ nào? Đâu em đâu? Đã thế thường em thấy em thì chưa gặp những trường hợp ngộ độc thuốc hữu cơ nhưng em thấy em thì biết tác dụng của nó. Vậy bệnh nhân Ừ. thường dùng để tiêm bắp để giảm tác dụng của những cái thuốc như là morphine. Ừ. Ở cái trường hợp mà ngộ độc thì em chưa gặp lần nào, em chỉ biết cái tác dụng nó thôi. Thôi được rồi, tóm lại là biết được atropine là được rồi. Tiếp tục nào. Thế còn là đấy là cái tác dụng là acetylcholine kích thích trực tiếp cái hệ mút canxit. Cái hệ thứ hai là hệ nicotinic. Thì cái hệ nicotinic thì cái hệ nicotinic chủ yếu là ta nói đến ở các hạch giao cảm, có giao cảm và tủy thượng thận. Nó là hệ nicotinic thì chủ yếu nó là cường giao cảm. Cường giao cảm thì nó biểu hiện nó ví dụ như kích thích tim này, co mạch, tăng huyết áp, tăng hô hấp, giãn đường tử, đúng không ạ? Nếu mà ở bản vận động của xương và cơ xương ấy thì gây tăng co cơ. Còn nếu ở hệ thần kinh trung ương thì nó gây tăng hưng phấn. Thì cái đó là nói về cái acetylcholine. Thế thì bởi vì chính những cái tác dụng như thế thì các em biết rằng là nếu mà khi mà có rối loạn thì nó biểu hiện bệnh lý nó là gì thì chúng ta suy ra là được ngay thôi. Đúng không? Giống như cô vừa nói đấy, nếu mà nó mà tăng cao quá thì sao? Ví dụ như acetylcholine mà tăng cao quá, tăng lên mà cao quá ở cái ví dụ như ở biểu hiện ở trên đường hô hấp thì là nó sẽ gây gì nhỉ? Gây khó thở cho bệnh nhân thì nó quay qua thắt cơ trơn ở đường hô hấp. Thế còn nếu ví dụ như mà ở dạ dày ruột thì nó gây ra đau bụng, đúng không ạ? Bệnh nhân bị co thắt dạ dày, bệnh nhân bị đau dạ sẽ bị đau bụng đấy ạ. Thế còn ví dụ như là ở mắt thì gây ra gì nhỉ? Chúng ta cứ từ cái tác dụng của nó để chúng ta suy ra thôi. Cô, em muốn hỏi một câu ạ. Ừ. Vừa nãy cô có bảo là gì, ngộ độc acetylcholine liều cao thì nó giống như là thuốc trừ sâu, nhưng Cô có bảo là mà ngộ độc acetylcholine là giống như thuốc trừ sâu đâu. Cô bảo là à trong trường hợp mà ngộ độc phốt pho hữu cơ. à vâng ạ, Ừ. thì mình dùng là dùng atropine để điều trị Ừ. vâng ạ. Thì em đọc sách em thấy là gì, atropine là chỉ tác dụng với cả acetylcholine nhưng mà nồng độ thấp nữa. Thì Là người em ta sử dụng atropine là chất đối kháng. đó Ừ. vâng cô ạ. Ừ. Tiếp tục nhé, chúng ta sẽ sang cái chất thứ hai, đó là chất thứ hai mà cô yêu cầu các bạn làm, đấy là chất gì nhỉ? Thứ hai là catecholamine. Để cô mời nhóm tiếp theo nhé, không thì các bạn lại quá giờ. Quá giờ nhiều quá. Nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai nào, xem có bạn nào xung phong không? Các catecholamine có 3 loại đấy. Thì thứ nhất là bạn, cô mời bạn Phạm Thị Minh Ngọc nè. Phạm Thị Minh Ngọc đâu? Em di chuyển tí ơi. Ừ, em chiếu đi. Em chiếu cái phần mà chúng ta chuẩn bị đi.
Đâu rồi, Minh Ngọc đâu? Minh Ngọc vắng hả em? Rồi cô ghi lại bạn Minh Ngọc vắng này. Bạn Bùi Thị Khánh Linh nào. Dạ. Bùi Thị Khánh Linh. Cô đợi em một chút. Bạn Minh Ngọc vắng đúng không? Không thấy bạn Minh Ngọc ở lớp. Ghi lại đây rồi. Coi em đọc được không cô? Chiếu lên cho cả lớp xem. Em không không dùng, em dùng dùng điện thoại. Chụp vào xong bắt đầu chiếu lên. Dạ vâng. Cô Rồi cô hướng dẫn rồi đấy. Ai dùng điện thoại thì chúng ta chụp lại cái phần chúng ta chuẩn bị để chúng ta chiếu đợi em chút. lên. Đấy, bạn này chuẩn bị tốt thế này còn gì. Đây của ai đây? Đinh Huyền đây này. Của bạn Đinh Huyền đúng không? Được rồi, Đinh Huyền trình bày đi nào. Cô ơi, em làm chung nhóm với các bạn, cô em trình bày. Được rồi. Những bạn nào đọc lên tên cho cô nào. Bạn Hà Huyền ạ. Hà Huyền, Đinh Huyền rồi. Bạn Hường ạ. Hương nữa Vậy hả? em ạ. Hương. Đoàn Thị Ngọc Hương ấy à? Đoàn Ngọc Hương à? Đoàn Đoàn Thị Hường. Được rồi. Cái này em là Huyền đúng không? Không, em là Linh. Em là gì? Em là Linh ạ. Em là Khánh Linh ấy hả? Dạ vâng ạ. Thế còn bạn Phạm Thị Minh Ngọc là ngày may mắn đấy nhá. Cô gọi không thấy. Có nhóm em có em Đinh Huyền, Hường với Hà Huyền ạ. Được rồi, bốn bạn cô ghi lại đây rồi. Được, em thưa cô Rồi, trình bày đi. chất catecholin này thì gồm có ba chất đều được tổng hợp từ À, ba amino chất đấy là acid chất gì nào? tyrosine dopamine norepinephrine và epinephrine ạ. Chính là cái adrenaline và noradrenaline mà các bạn gặp ở trên lâm sàng đấy. Dạ vâng ạ. Và em chưa ghi ở trong slide là nó đều được tiết ra từ vùng tủy của tuyến thượng thận và mô thần kinh ở não ạ. Tiếp đi. Chúng cả ba chất này đều có tác dụng chung là đều có tác dụng kích thích và ức chế ạ. Cái gì và ức Kích chế thích cái gì? trên tim thì nó gây tăng nhịp tim, tăng co bóp, tăng nhịp tim và tăng co bóp, tăng co bóp Được còn rồi, em nói là có nó từ tổng hợp gây từ giãn mạch ạ. glycosin đúng không? Vâng, sau đó là dopamine và nhờ enzyme dopamine beta hydroxylase Tyrosine nhé chứ thì không phải là tyrosine đâu nhé. vâng thì nó Ừ, chuyển biết sai thành rồi. norepinephrine ạ. Và lại nhờ enzyme phenyl rồi một enzyme xúc tác nữa nó lại chuyển thành epinephrine ạ. Đấy, Tác bây dụng kích thích là tăng nhịp tim, tăng co bóp và kích thích hô hấp, tâm thần vận động và nó có tác dụng gây giãn mạch nữa.
Còn ức chế thì nó làm gây ức chế cơ chân thành ống tiêu hóa, phế quản của phổi và mạch máu cung cấp cho cơ xương. Nó còn có tác dụng là tăng chuyển hóa nữa. Rồi. Được chưa? Được, em cô là được ạ. Rồi. Thế cái nhóm này là có chuẩn bị như nhóm trước là chúng ta mỗi người một phần không hay là chuẩn bị riêng? Cả nhóm chưa chuẩn bị chung hay là chỉ bốn các em thôi? Cô em còn ba sở em ba slide về ba chất riêng kìa. Ừ đúng rồi, mình chiếu nó đi. Đầu tiên là cái chất norepinephrine này thì nó kích thích mạnh, nó làm co mạch nhanh, co mạch mạnh, nhưng mà nó lại ít tác dụng trên cơ tim. Nó làm tăng áp lực thẩm thấu nữa. Ừ, đây đây được, được rồi. Này, cô cũng bổ sung thêm luôn cho các em nhé. Cái norepinephrine này chính là cái noradrenaline mà chúng ta, cái thuốc mà chúng ta sử dụng trên lâm sàng đấy. Thế thì giống như là bạn nói là nó có tác dụng trên mạch nhiều, thế cho nên là ví dụ như là những cái bệnh nhân mà gọi là ngừng tuần hoàn đấy, mà khi mà sử dụng các cái chế phẩm này ấy, thì cái mục đích của cái việc dùng noradrenaline đấy là nó tác dụng trên mạch nhiều. Nhưng người ta thường phải gọi là nó là các thuốc vận mạch này vì như vậy. Tức là nó tác dụng trên mạch nhiều hơn là tác dụng trên tim. Rồi em tiếp tục đi. Vậy nên nó có ít tác dụng vào cung lượng tim, nhịp tim với giãn mạch vành ạ. Còn về bệnh lý khi nó bị rối loạn thì nó tăng cao kéo dài thì nó gây nhiễm độc cơ tim. Cứ trình bày đi. Nó gây nhiễm độc cơ tim ạ, và sẽ làm chết chết theo chương trình cơ tim, chết theo chương trình ạ. Và do sự hoạt hóa của cái kinát A và tăng dòng canxi vào tế bào cơ tim ạ. Protein kinát A và tăng dòng canxi vào tế bào cơ tim. Tiếp theo là epinephrine thì nó có chức năng thì nó chưa rõ rõ trong hệ thần kinh trung ương ạ. Còn về tim thì nó tăng nhịp tim, cương trong cơ quan hô hấp thì nó làm giãn phế quản mạnh, nhưng làm dịch phế quản tiết ra nhanh và quánh hơn. Nó còn ức chế bài tiết insulin ạ. Còn trong cơ quan trong hệ tiêu hóa thì giảm trương lực cơ và bài tiết ở ruột. Về rối loạn thì nó làm tăng huyết áp và suy tim. Còn liều cao thì gây kích thích thần kinh trung gây căng thẳng, tăng đường huyết, tăng chuyển hóa và gây tăng thân nhiệt. Tiếp tục nào. Còn chất cuối cùng thì nó tác dụng lên cảm xúc tư duy và chuyển động của cơ thể ạ. Còn ở mạch máu thì nó làm thô giãn mạch. Còn ở tuyến tụy thì sản xuất insulin. Thận thì thúc đẩy bài tiết natri và nước tiểu. Giảm sản xuất insulin hay là tăng sản xuất hay như nào? Em thưa cô là ở thận thì Ở tụy. là ở tụy. Ở tụy là Dopamine nó sẽ gây giảm sản xuất insulin. giảm ạ. Ở cơ quan tiêu hóa thì Nó gây ra giảm nhu động ruột, bảo vệ niêm vâng. mạc ruột. Còn trên miễn dịch thì giảm hoạt động của tế bào lympho ạ. Rồi, như vậy là rất là đầy đủ rồi. Em thấy chủ yếu rằng là Còn ở đô các catenion gì cơ? còn à còn Còn gì? dopamine thì dùng lâu sẽ gây nghiện ạ.
Cô dùng lâu dài thì sẽ gây nghiện à? Bây giờ chúng ta biết rằng là chủ yếu là các cái catecholamine thì có ba cái chất mà vừa nãy bạn ấy đã nêu rất là cụ thể rõ ràng rồi, đúng không? Và các em thấy rằng mặc dù có nhiều tác dụng nhiều như vậy, nhưng mà về đây người ta gọi đây là các cái chất vận mạch. Tại sao người ta lại gọi là các cái chất vận mạch? Bởi vì nó tác dụng chủ yếu của nó là lên trên cái hệ mạch máu. Thế nên các em thấy được rằng là các cái chất ví dụ adrenaline, noradrenaline và dopamine ấy, là nó sử dụng chủ yếu trong những trường hợp bệnh nhân bị trụy tuần hoàn. Ví dụ như bệnh nhân là đo mạch, những bệnh nhân trụy tuần hoàn có thể có rất nhiều các nguyên nhân, đúng không ạ? Huyết áp sụt tụt xuống này, ví dụ như các bạn phản vệ đấy, các bạn học về phản vệ rồi, người ta sử dụng adrenaline để người ta gây ra co mạch, tăng huyết áp lên, đúng không ạ? Thế còn trường hợp mà khi mà dùng adrenaline mà không được, không hiệu quả rồi ấy, không không được thì lúc đấy bắt buộc người ta phải dùng sang loa adrenaline, thậm chí dùng dopamine, đúng không? Thế cái dùng adrenaline là nó sẽ được khuyến cáo đầu tiên. Nếu mà adrenaline mà không được, thấy không có hiệu quả rồi là người ta phải dùng thêm các thuốc vận mạch khác như là loa adrenaline và dopamine. Tác dụng chủ yếu của ba cái chất này chủ yếu là lên mạch máu là chủ yếu. Như nên mạch máu rồi nên tim. Thế còn ngoài ra thì như bạn trình bày có rất là nhiều, ví dụ nó gây giảm tiết insulin này. Rồi gì nữa? Chiếu này cô xem nào. Chủ yếu là tác dụng lên mạch là chủ yếu, ví dụ thành ống tiêu hóa đây. Đúng không ạ? Tác dụng lên hệ thống tiêu hóa. Cũng có nhưng mà không nhiều. Giảm nhu động ruột, bảo vệ niêm mạc ruột. Rồi hệ thống miễn dịch thì làm giảm hoạt động của tế bào lympho. Trong tụy thì giảm sản xuất insulin. Chủ yếu là tác dụng trên mạch máu. Và trên mạch máu của nó là nó gây gì? Cô ơi, hỏi một chút nữa ạ. Tại sao khi trong điều trị là khi làm cho bệnh nhân tăng huyết áp thì người ta không dùng luôn các chất NOA và dopamine mà lại dùng Andre trước ạ? Bởi vì là cái liều ấy nó liên quan đến cái liều sử dụng, và cái thứ hai đó là cái noradrenaline và cái dopamine ấy thì cái tác dụng chủ yếu của nó là lên hệ thống mạch máu là chủ yếu. Thế còn adrenaline thì nó có tác dụng cả trên tim nữa. Cảm ơn. Và các em biết rằng những cái chất này ấy, khi mà sử dụng mà nếu mà mình mà dùng mà cái liều nó không thận trọng ấy thì là nó mà khi mà nó chưa gây nó vậy là các em thấy rằng ví dụ như là bệnh nhân mà bị phản vệ chẳng hạn, hay là bệnh nhân bị trụy tuần hoàn ấy, những bệnh nhân mà ngừng tuần hoàn thì cô không nói nhé, ngừng tuần hoàn tức là người ta đưa adrenaline vào thì là người ta sẽ đưa nhiều, thậm chí ở trên cấp cứu ở trên lâm sàng ấy là người ta thậm chí nhiều bác sĩ người ta còn đưa liều không chuẩn cơ, người ta cứ đưa vào thôi bởi vì bệnh nhân đã ngừng tim rồi đấy, người ta chỉ tìm mọi cách để người ta muốn là tăng cái nhịp tim lên rồi tăng cái sức co bóp của cơ tim lên rồi tăng co mạch để tăng tăng huyết áp lên, mà thậm chí cái liều đưa vào nó còn không chuẩn nữa. Thế còn những cái trường hợp mà các em biết rằng là ví dụ như bệnh nhân mà bị cũng là trụy tuần hoàn mà do nguyên nhân phản vệ, mà khi mà các em biết là trong khuyến cáo là người ta cứ khoảng 5 phút, người ta 3 đến 5 phút người ta mới dùng 1 phần 2 ống để tiêm mắt. Thế nhưng mà nhiều trường hợp với bác sĩ cấp cứu ấy mà người ta cứ thấy rằng là 1 2 phút mà người ta cho tiêm mắt hoặc là người ta dùng đường tĩnh mạch mà không thấy hiệu quả là người ta cứ thích người ta cho liều tiếp theo thôi. Thế và các em có biết xảy ra một cái hậu quả đó là gì không? Nó gần như là ngộ độc đấy. Nó ngộ độc và cái biểu hiện đấy là nó rối loạn nhịp tim. Lúc đấy nếu mà theo dõi trên monitor các em sẽ thấy rằng là nó có cái biểu hiện rối loạn nhịp tim do nó kích thích mạnh quá. Thế nên cái việc sử dụng các thuốc vận mạch này phải rất là thận trọng, liều nó phải rất là chính xác.
Cái chất thứ ba của cô yêu cầu các bạn chuẩn bị đấy chính là bạn gửi cái đấy cho cô nhá. Khánh Linh gửi cho cô nhé. Bạn tiếp theo cô mời, đó là chất histamin. Chất histamin thì cô sẽ mời bạn trong nhóm của bạn xem nào. Bạn Bùi Thị Phương Thùy nè. Vitamin. Bùi Thị Phương Thùy. Alo ạ. Ừ, chiếu lên đi em. Cô thấy chưa? À, được rồi, ôi dồi ôi, sợ chọn cái slide gì mà trông hoành tráng thế này. Được rồi, em chị em trình bày đi nào. Nhóm em được cô phân công thì trình bày về chất là histamine ạ. Đầu tiên thì em nói về nguồn gốc. Nguồn gốc thì sự hình thành histamine thì bắt đầu từ sự khử carboxylin của histidine với sự xúc tác là decarboxylase. Phức hợp này thì thường được dự trữ nhiều ở trong các hạt ở dưỡng màng, các tế bào niêm mạc, dạ dày, ruột, tế bào thần kinh và có các tế bào cơ tim, cơ trơn. Về bản chất thì đây là một amin sinh học và có hoạt động như một chất dẫn truyền thần kinh. Về tác dụng thì em liệt kê một vài trên một vài các hệ cơ quan. Đầu tiên là trên hệ tim mạch thì histamine làm giãn các mạch máu nhỏ, tiểu động mạch, mao mạch và các tiểu tĩnh mạch. Do đó sẽ làm giảm sức cản ngoại vi, từ đó sẽ làm giảm huyết áp và làm tăng cường các dòng máu đến các mô. Thì nó thông qua hai cái receptor, ở receptor H1 thì nó sẽ có sự xuất hiện của histamine thì nó có tác dụng nhanh và cường độ mạnh nhưng không kéo dài ạ. Còn với receptor H2 thì tác dụng giãn mạch chậm hơn nhưng mà có tác dụng kéo dài hơn. Tiếp theo trên hệ tiêu hóa thì hệ tiêu hóa histamine sẽ làm tăng tiết dịch rồi axit. Đây cô cũng cũng nói thêm vào của em luôn, đó là cái histamine ở cái hệ tiêu hóa đấy chủ yếu là nó tác dụng là thông qua cái người ta gọi là histamine H2, bởi vì nó thông qua tác dụng receptor H2 đấy. Nó có nhiều ở các cái niêm mạc ở dạ dày ruột ạ. Ừ đúng rồi, rồi cứ nói trình bày tiếp nào. Thì cái histamine này ở dạ dày và ruột thì sẽ làm tăng tiết axit và tăng bài tiết dịch ruột, tăng lượng ruột đó. Về hệ bài tiết thì histamine sẽ làm tăng bài tiết các dịch như là nước mắt, nước mũi, nước bọt, dịch tụy. Và trên hệ thần kinh thì nó sẽ kích thích các đầu mút sợi thần kinh để gây ngứa và đau trong những cái cô sẽ nói luôn. Em nó kích thích sợi đầu mút thần kinh và gây ngứa gây đau, chính vậy mà các em biết là cái histamine này đấy chính là cái thủ phạm mà các cái biểu hiện lâm sàng nó chính là sẩn sẩn đỏ và ngứa của bệnh nhân ấy, thì đây chính là histamine, nó là do tác dụng của histamine gây ra ấy. Thế cho nên là khi nào người ta làm cái ví dụ như là sau này các em được học về cái những cái test lẩy da mục đích là để xác định cái nguyên nhân gây ra dị nguyên ấy, thì nó chính là histamine, chính là cái chứng dương. Bởi vì chính histamine nó là thủ phạm gây ra cái ngứa, cái sẩn đỏ nhá. Ở trên da đấy. Rồi. Tiếp theo thì trên thần kinh trung ương thì khi mà histamine tăng cao ấy, thì có thể gây giảm hạ thân nhiệt, giảm thân nhiệt, gây có thể mất ngủ. Em tìm hiểu thì cái này thông qua cả hai receptor H1 và H2. Còn về một vài rối loạn bệnh lý thì trong trường hợp tăng histamine thì ở trên đường hô hấp thì sẽ gây ra chứng hen suyễn ở những bệnh nhân hen ạ, vì do là mà tăng cái co thắt ở đường dẫn khí ạ. Mình là mình chuyên môn y rồi mình sao để nói thế,
là khi mà nó tăng tiết cái dịch, tăng tiết cái histamine tại niêm mạc đường hô hấp. Ừ, cụ thể đó là tại phế 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 quản ấy, phế quản chứ không phải khí quản nhé, phế quản, thì nó biểu hiện là bệnh nhân khó thở. Và một biểu hiện của cái bệnh đó chính là hen phế quản nhé, hen phế quản rồi viêm mũi dị ứng. Đây em toàn sử dụng thuật ngữ ấy thôi, không phải thuật ngữ y học. Ừ, tiếp tục nào. Tiếp theo thì ở đường tiêu hóa thì dẫn đến làm co thắt ruột, quá mức của nhu động ruột ạ, có thể gây tiêu chảy. Rồi. Tiếp theo thì như cô vừa nói thì nó có thể gây nổi đỏ, mẩn Mẩn da, gây mẩn ngứa. ngứa mày đây, đúng không? Mày đây. Rồi. Và nếu tăng quá mức thì có thể làm gây hoại huyết áp, co thắt cơ tim và co thắt thành động mạch. Còn một vài tác dụng nó không được nhiều như là tăng co bóp cơ trơn tử cung, nếu mà với bệnh nhân với người đang mang thai thì có thể gây trẻ non. Còn với dạng tiết histamine thì em có thấy về với rối loạn tiêu hóa có thể gây khó ăn, chán ăn vì giảm dịch vị, giảm nhu động ấy. Em hết ạ. Cái này nhá, cái histamine của chúng ta đấy thì chủ yếu là nó tác dụng, nó có cái thụ thể H1, H2, nó có cả H3 và H4 nữa, nhưng mà cái tác dụng ở H3, H4 thì người ta ít nói đến, chủ yếu là H1 và H2, cái receptor H1 ấy. Histamine H1 thì nó chủ yếu là hệ thống tiền đình. Thế cho nên là người ta có sử dụng cái thuốc đó để điều trị trong trường hợp rối loạn tiền đình này vì như vậy đấy. Thế và cái thứ hai đó là H2 thì chủ yếu là ở niêm mạc đường tiêu hóa, đúng không ạ? Ví dụ như là cái viêm dạ dày, những cái trường hợp bệnh lý dạ dày. Thế rồi còn cái histamine thì nó chủ yếu là người ta nói đến cái vấn đề liên quan đến cái tác dụng ở trên da và niêm mạc, nó gây ra cái sẩn đỏ, ngứa. Rất nhiều tác dụng như em vừa nói. Thì đấy là cô nhắc lại những cái mà nó tác dụng nó nổi trội. Rồi, nhóm này chuẩn bị tương đối là tốt đấy. Nhóm tiếp theo là cô mời các bạn chuẩn bị đến trước nào rồi nhỉ? Bạn vừa đấy bạn bạn gì nhỉ? Thùy à, Thùy gửi slide cho cô nhé. Chất tiếp theo đó là GABA. GABA là cô đã sang lớp B rồi nhỉ? Để cô xem lớp B này. Lớp B lúc đầu 20 bạn đầu có ai ra? Ai xung phong không, ai để cô gọi đây. Ai xung phong không? Cô gọi nha. Cô mời bạn Đào Hải Đăng nè. Tên hay quá nhỉ. Hải Đăng. Ra ba nè. Đào Hải Đăng đâu? Vắng à? Đào Hải Đăng vắng này.
Không cô ơi. Làm sao? Em bất ngờ quá, cô gọi chết mất. Đào Hải Đăng là con là bạn hả? Dạ vâng ạ. Con gái đây hả? Là cô đã để vâng ạ. Ờ, cái cô tưởng con trai. Trời ơi, lúc nào gọi tên cũng gọi. Gọi tên cô gọi đi gọi lại mấy lần thì không nghe thấy. Em bất ngờ. Rồi trình bày đi nào. Đấy, chuyện chuẩn bị tốt thế này còn gì. Em nói cô là cái phần nguồn gốc thì là được tạo thành từ sự khử carboxin của glutamate nhờ sự xúc tác của men glutamate để carboxylase mới cả tập trung nhiều trong não và tủy sống nhưng không có ở thần kinh ngoại biên và mô ngoại biên ạ. Cô có nhận xét gì không? Trình bày đi. Dạ vâng. Thế ừ. Còn bản chất thì là một axit amin ạ. Cái bản chất là một axit amin ạ và các bạn thì được tổng hợp chủ yếu từ glutamate thông qua enzyme glutamate để carboxylase với pyridoxan phosphate dạng hoạt động của vitamin B6 ạ dưới dạng đồng yếu tố. Quá trình này chuyển đổi glutamate chất dẫn truyền thần kinh kích thích chính thành GABA chất dẫn truyền thần kinh ức chế chính ạ. Cái phần vừa rồi thì em chưa cho vào phần bản chất, em chưa bổ sung vào. Vâng. Thế còn cái cơ chế tác dụng thì GABA khi gắn với thụ thể nó có chia ra thành hai thụ thể là GABA A và GABA B ạ. GABA khi gắn với thụ thể GABA A thì sẽ làm mở các kênh chloride hay các thụ thể GABA B gây hoạt hóa protein G vào gây mở kênh kali ạ. Trong cả hai trường hợp hoặc dòng chloride đi vào hoặc dòng kali đi ra sẽ gây ra một sự tăng đáng kể điện thế màng ạ. Ừ. Điện thế màng gia tăng thì này được gọi là điện thế ức chế ạ, bởi vì nó cách xa cái sự khử cực của màng ạ. Ừ. Hậu synapse vì làm giảm tác dụng của các tín hiệu kích thích có thể dùng đến các neuron ạ. Dùng neuron nhận phân bố thần kinh kích thích và ức chế cũng sẽ sinh ra một điện thế hoạt động thuộc vào sự cân bằng giữa các tín hiệu kích thích và tín hiệu ức chế ạ. Ừ. Còn tác dụng thì là GABA đóng vai trò chính trong việc giảm bớt sự hoạt động của các neuron thần kinh và ức chế sự lan truyền của các tế bào dẫn truyền cùng với niacinamide và inositol. GABA ngăn cản các dẫn truyền thần kinh căng thẳng và bất an đến vùng thần kinh trung ương bằng việc chiếm giữ các vùng tiếp nhận tin các tế bào này và khống chế các vùng tiếp nhận tin, nên là nó có tác dụng làm giảm cái cơn động kinh. Ừ, đúng rồi. Và ngoài ra thì nó còn có một số tác dụng nữa như là cân bằng huyết áp, giảm béo, giảm cholesterol, giảm mỡ máu, chống nguy cơ béo phì ạ, giảm stress căng thẳng do có tác động trực tiếp đến hệ thần kinh ạ. Khi cơ thể thiếu chất GABA sẽ gây mất ngủ, căng thẳng, lo lắng, trầm cảm, dễ bị kích động ạ. Tăng cường chức năng thận, an thần, giảm stress và chứng mất ngủ. Bệnh động kinh bổ sung đủ chất GABA giúp hỗ trợ bệnh động kinh ức chế các xung thần kinh căng thẳng ạ. Đau mãn tính thì GABA giúp giảm cường độ đau, dễ chịu hơn ạ. GABA có tác dụng điều trị hiện tượng rối loạn tăng động thiếu chú ý ạ. Tăng gia tăng trong trẻ em hiện nay ạ. GABA làm suy giảm bệnh trầm cảm. Hoảng loạn thiếu hụt GABA thì là nguyên nhân gây bệnh hoảng loạn ạ. Có thể là làm đẹp da nữa. Đấy là em đã. Đúng rồi. Thế là GABA làm thư giãn cơ bắp, làm ngừng sự chuyển động của các cơ mặt, nhờ đó dễ dàng sử dụng các cái loại kem, các loại sản phẩm xóa bỏ nếp nhăn có hiệu quả. Ừ. Nhóm bạn này chuẩn bị tốt nhỉ? Dạ vâng, em cảm ơn cô. Ừ. Thế là chúng ta thấy rằng GABA đấy, là người ta nói nhiều trong cái các cái bệnh lý thần kinh, các bệnh động kinh, rồi cái chứng trường hợp mất ngủ, suy giảm trí nhớ. Thế là cái gọi là cái tác dụng của cái GABA là như thế. Dạ vâng ạ. À, còn cái biểu hiện bệnh lý rối khi rối loạn ạ? Ừ. Thì nó cũng sẽ làm trong cái phần tác dụng ạ. Thì tác dụng của nó là làm giảm cân động kinh, thì khi biểu hiện bệnh lý là khi mà giảm thì nó thể gây cân động kinh và thế là người ta thay đổi phải bổ sung vào. À dạ vâng ạ. Ừ. Nó mày chuẩn bị tốt đó. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Ừ.
Tiếp tục nào. Dạ vâng, em chào cô. Được rồi. Glutamate nào, cô mời nhóm chuẩn bị glutamate nào. Em gửi qua cái chụp của cô, gửi qua để cô xem lại nhé. Ghi rõ cái chất của mình chuẩn bị vào. Mời bạn Nguyễn Thị My nè. Dạ. Nguyễn Thị My em chiếu cái phần chuẩn bị được và glutamate. À vâng. Cô chờ em một tí ạ. Dạ, cô nhìn thấy slide của em chưa? Rồi, cô nhìn thấy rồi, em trình bày đi. Glutamate, bản chất là một axit amin. Nguồn gốc thì trong cơ thể nó là một axit amin không thiết yếu. Nó được cơ thể có thể tự tổng hợp được từ glutamine do enzyme là glutaminase xúc tác. Còn... có thể có nguồn gốc từ ngoại sinh, là do ăn uống một số chất như là thịt trứng hay là từ bột ngọt. Thứ hai đó là tác dụng thì tác dụng của glutamate đó là tổng hợp protein, là một trong 20 axit amin phổ biến để tổng hợp protein. Thứ hai để tiền chất tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh là GABA. Hai đấy là một chất dẫn truyền thần kinh kích thích ở não và có tác dụng trong học tập, trí nhớ và vận động. Cái này em ghi hơi tóm tắt. Bệnh lý thì thừa glutamate thì gây lo lắng, bồn chồn và có thể gây độc hệ thần kinh. Ví dụ một số bệnh lý thừa glutamate thì gây lên bệnh lý mãn tính như là bệnh Lou Gehrig gì đấy, em cũng không rõ các em nào. Đâu? Lou Gehrig, sơ cứng, teo cơ gây sơ cứng và teo cơ một bên. Và thừa thì cũng có thể gây độc hệ thần kinh, dẫn đến là làm tổn thương và chết neuron. Lơ rông trong sinh lý bệnh đột quỵ và thoái hóa thần kinh. Slide em làm nó tóm tắt chỉ có một vài slide thế thôi. Thế là tốt rồi. Như vậy là glutamate chủ yếu là em nhắc lại xem cho các bạn nghe xem nó là cái gì nào. Tác dụng của chủ yếu của nó là gì? Tác dụng của glutamate nó là chất dẫn truyền thần kinh kích thích ạ. Nó tác dụng kích thích ạ.
Cô bổ sung cho em đấy. Như bạn nói đấy thì gần glutamate là một chất dẫn truyền thần kinh ở chiếm 75 đến 80% ở các cái synap của hệ thần kinh trung ương. Nó được tổng hợp ở trong não bởi hai cơ chế. Thứ nhất, đó là nó liên quan đến cái theo chu trình CREB ngày trước các bạn đã học rồi đúng không ạ? Cái thứ hai đó là cái sự tái hấp thu từ glutamate và glutamine. Thì glutamate của chúng ta là chất dẫn truyền thần kinh chủ yếu ở trong cái quá trình liên quan đến quá trình học tập trí nhớ và vận động. Bạn biết rồi nhưng bạn không nói ra này. Vì vậy mà người ta có các cái thuốc chống động kinh. Chống động kinh tác dụng trên glutamate, các bạn biết là thuốc gì không? Leurotin. Cái gì cơ? Leurotin. Negotin. Gabapentin. À, đi biệt dược đó. Carbamazepine. Đấy, à. Thấy đấy. Rồi, nói chung là nhóm này cũng được, nhưng mà vẫn còn thiếu một số thứ thôi. Dạ vâng. Ờ, cũng có tinh thần chuẩn bị tốt. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi. Gửi lại cho cô nhé. Dạ vâng. Cô xem lại cho. Vâng. Tiếp tục là nhóm chuẩn bị glycine nè. Glycine ít thôi, nhiều. Cô mời Điền Đức Văn nè. Điền Đức Văn. Tức là tổ này có bạn tên hay nhỉ? Vi Tú Uyên. Đâu Vi Tú Uyên đâu nè. Vi Tú Uyên đâu. Vắng à? Đâu bạn Vi Tú Uyên đâu. À đây vắng à? À, đi chú Nguyên vắng. Thế là có hai bạn vắng rồi đấy. Bạn Minh Ngọc và bạn Nguyên này. Đức. Đây này. Mời bạn Nguyễn Như Tùng nè. Cô đợi cô đợi em tí ạ. Nguyễn Như Tùng đâu? Em đây ạ. Ừ, được rồi, em chiếu đi. Từ từ đã. Em cô em không có slide, em chỉ có viết viết tay bằng giấy. Cái tay thì chụp lên không chia sẻ. À vâng. Bạn gửi cho cô thì nhớ điền tên cả họ và tên của cả tất cả các bạn trong nhóm ở cái slide cuối cùng nhé, để cô biết là bài chuẩn bị của ai nhé.
Em share đi, em share cho cả lớp xem đi. Có em share lên trên rồi đấy, Firewood ạ. Ừ, nhưng cô không không thấy nó hiện đâu. Ở phần chat đấy ạ. Không, em phải share lên ở màn hình thì cả lớp mình mới xem được chứ. Đây đợi em tí. Ừ. Em cô thấy chưa? Ừ, rồi. Glycine bản chất là một axit amin của cơ thể. Glycine là một chất dẫn truyền thần kinh ức chế quan trọng. Thường thì nó sẽ kết hợp với cả GABA ấy. Ừ. Hầu hết thì có ở trong các GABA đọc là cái gì? GABA. Ừ, GABA, GABA. Hầu hết nó sẽ có trong các neuron trung gian của tủy sống và neuron vận động của não. Thường thì glycine được tổng hợp ở gan từ serine nhờ enzyme là glycine synthase. Nhưng mà em có phần bổ sung một chút là ở đây thì ngoài ra thì nó còn có thể tổng hợp từ quá trình trao đổi của một số chất ở qua quá trình trao đổi của gan và thận. Ừ. Glycine thì hoạt hóa thụ thể glycine ở kênh Clor tương tự với thụ thể của GABA và sự gia tăng vận chuyển của kênh này thì đưa ra sự phát sinh điện thế ở hậu synap. Tác dụng là ức chế tới tủy sống, tới vận cơ và điều hòa của thân não, các cơ quan hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, điều hòa thăng bằng và cử động của nhãn cầu. Đối với hệ thần kinh, đặc biệt là hệ thần kinh trung ương, tủy sống thì giảm nguy cơ rối loạn tâm thần, phòng chống ung thư và tăng cường trí nhớ. Glycine cải thiện chất lượng của giấc ngủ và cải thiện tinh thần. Ngoài ra thì glycine hoạt hóa thụ thể glycine cũng là một kênh clo thì tương tự với từ từ em bị đọc lộn tí tự dưng nó bị nick lên trên đây tâm thần tác dụng trên các cơ quan khác thì thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp trong glycine trong các axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp creatine sửa chữa và bảo vệ sụn khớp đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành của collagen và thúc đẩy tăng trưởng chức năng của các khớp, gân và dây chằng. Ngoài ra thì có cải thiện hệ tiêu hóa, các axit amin bao gồm glycine và proline giúp tạo mô đường tiêu hóa và giữ cho các hạt thức ăn, các vi khuẩn bên trong thay vì để chúng đi qua những lỗ nhỏ chuyển đến máu và gây viêm thì glycine giúp tạo thành hai trong số những chất quan trọng tạo nên lớp ruột collagen và gelatin. Glycine thì ức chế tiết axit trong dạ dày và bảo vệ chống lại các chứng loét do hóa chất và gây do căng thẳng gây ra. Ngoài ra thì nó có một số cái nhỏ nhỏ như là làm chậm lão hóa hay là tác dụng chống viêm và giúp cải thiện da có thể sử dụng trong mỹ phẩm. Đối với lâm sàng thì ở dạng sơ sinh giảm trương lực cơ co giật rung giật cơ và ngưng thở tử vong ở dạng trẻ nhỏ thì gây động kinh theo từng đợt thiểu năng trí tuệ gây sảng từng đợt múa giật và liệt cơ liệt dọc trong giai đoạn hai bên co cứng tiến triển và teo thị giác nhưng không có suy giảm nhận thức và động kinh. Ngoài ra thì đối với một số bệnh đặc hiệu như là uốn ván thì vi khuẩn uốn ván làm mất chất trung gian của glycine khiến cho nó có biểu hiện co cơ khi trên lâm sàng. Em xin hết ạ. Ừ.
Rồi, bạn này chuẩn bị rất là tốt đấy. Các em biết là một trong những cái ứng dụng của Glycine ấy, đó chính là các em thấy nó trong thành phần của các cái nó liên quan đến cái như bạn nói đấy, là liên quan đến cái cải thiện làn da đấy, nó có thành phần này của mỹ phẩm đấy. Đấy là một trong những cái nổi trội và được ứng dụng lâm sàng đấy. Em muốn lấy thành trong cái thành phần của mỹ phẩm nó có Glycine đấy, chính là bởi vì cái tác dụng như bạn nói là nó liên quan đến cái cải thiện làn da đấy. Đấy, bạn chiếu cái đấy cho các bạn xem. Đấy, và các em thấy rằng là gần như là các cái sản phẩm dưỡng da nó đều có cái Glycine này. Thế còn cái chip lin ấy, như em nói nó là đặc tính đối với thần kinh đấy, thì cái này nó trong một số cái thực hành ấy là người ta còn sử dụng nó là một chất để gọi là gây 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 chết cho động vật nghiệm ấy. Chip lin là nó gây chết trong cái bài sau này các em học, không biết là các em có được học cái nghiệm trên thỏ mà người ta sử dụng chip lin này là nó gây gây chết hay không nhỉ? Chắc là khả năng là không, vì nó đây làm giảm chương lực cơ. Ở đây em có đây rồi, có ở trên đây rồi, cô nhìn thấy ở trên đây em có. Ở trên đây này, em vừa đọc mà quên à? Đây trên này em muốn viết rõ ra thôi ạ. Ừ. Rồi, đó là bài này, bạn ấy có sự chuẩn bị tương đối tốt đấy, rất là kỹ. Em là làm một mình hay là làm với bạn nào nhé? Em là làm với các bạn ở trong nhóm em ạ. Đọc người gửi luôn cả tên của các bạn lại cho cô nhé, cả bài và cả nhóm. 22 bạn cuối nhóm trừ bạn Uyên ạ. 22 bạn làm chung một cái này. Dạ lúc đầu nó là nhiều bài ấy, xong bọn em ghép lại thành một cái này. Rồi rồi, tức là nhóm mày cũng có sự chuẩn bị tốt. Cô sẽ mời còn hai chất nữa làm, để cô xem nào. Rút cái xe lại đi để cho cô mở ra, cô gọi bạn khác nào. Rồi. Serotonin nào, cô mời lớp E nhá. Lớp E rồi, lớp E có ba mấy bạn, 15 bạn đầu. Lớp E đâu rồi? Sao lớp E lại có Có nhóm danh sách là ít thế này? cả lớp em có hai nhóm rồi. Ừ, thế cô đây cô mới thấy có 17 bạn thôi. Lớp E mà. Và chúng em mỗi nhóm một nhóm 17, một nhóm 16 mà cô. Ừ thì đây cô thấy cái này có 17 bạn thôi, cái 16 nữa là bạn nào nữa. Thế thì Đúng gửi rồi. cho cô 17 bạn thôi. Và thế em cái ảnh của em gồm có hai nhóm, gọi cô xem cái nhóm bên cạnh. Bên cạnh nào? Đây cô chỉ thấy có mỗi một nhóm E, có mỗi một bằng. Có một nhóm từ bạn Hằng cho đến bạn Hương đi. Vâng, thế chút em gửi lại cho cô. Ừ, cho cô thêm một nhóm đây, cô gọi nhóm này là chuẩn bị cái gì đấy? Nhóm Serotonin. Hằng này là Nguyễn Thanh Hằng này, là đến Trần Thị Quỳnh Hương này, là chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị về serotonin Ừ, của. gọi serotonin, cô mời bạn Nguyễn Đăng Tuấn nè. À đây rồi, cô nhìn thấy đây rồi. Em trình bày với cái đoạn này, cô nhìn thấy rồi. Nguyễn Đăng Tuấn nè. Dạ, và cô đợi em một tí ạ. Em có là serotonin thì tên hoặc là 5-hydroxydioxycycloperoxamine và có nguồn gốc hai là nguồn gốc là nguồn gốc nội sinh thì là tổng hợp từ nhân trape có trong tế bào não huyết cầu, còn nguồn gốc ngoại sinh thì được tổng hợp từ thức ăn lấy từ tryptophan và các thực phẩm chức năng khác. Và đấy là về nguồn gốc, ta là về bản chất
Bản chất của serotonin thì có nguồn gốc thì serotonin có nguồn có bản chất là chất dẫn truyền thần kinh monoamin và về về tác dụng của serotonin thì tác dụng của serotonin thì có serotonin có nhiều tác dụng trong đó có các tác dụng chính là truyền truyền đi các tín hiệu dọc theo tế bào thần kinh và giữa các tế bào thần kinh với nhau làm giảm sự thèm ăn điều hòa hoạt động chức năng ruột phóng thích gây co mạch và gây đông máu khi có bất kỳ vết thương nào và các cái tác dụng khác thì như như là ở trên slide có. Là em bảo cô với các bạn tự đọc à? À, em được cô là Nếu mà không đọc không không trình bày được thì em phải thật ngắn gọn cho cả lớp mình hiểu chứ. À, nói những ý chính thôi nào, ý mà các em cho thế nào là ý chính nhỉ? em cô là cái chính về phần tác dụng của serotonin là có vai trò kiểm soát có vai trò kiểm soát sự đau điều hòa các cái Như là đường vai trò trong kiểm soát đau đúng không? vâng ạ Cái thứ hai nào? vai trò điều hòa xúc động Điều hòa hành cảm vi xúc. vâng Rồi, tiếp tục. tổng hợp các tiền chất melatonin neuro hormone liên Là hệ liên quan đến giấc ngủ. liên quan đến giấc ngủ Và vai trò quan và trọng nhất là đối với cái gì trong cái triệu chứng của bệnh gì? trong triệu Cảm. chứng của mắc bệnh trầm cảm rối loạn lo âu Rồi. và tác dụng đến phần biểu hiện bệnh lý khi serotonin bị rối loạn thì Rồi. có các cái triệu chứng cơ bản về khi bị tăng serotonin thì gây ra hội chứng serotonin gây thay đổi trạng thái tâm thần lo lắng kích động bồn chồn dễ giật mình mê sảng và triệu chứng chứng động kinh tự trị gây các biểu hiện là nhịp tim nhanh tăng huyết áp tăng thân nhiệt chứng rò rỉ run nôn mửa tiêu chảy và gây ra nhồi máu cơ tăng trương lực cơ nhuyễn thể tăng phản ứng cơn nút bao gồm Là cái gì? Nguyên dạ, cái này là trong nội dung tổng hợp em chưa nghiên cứu kỹ ừ. Thì em chuẩn bị xong em còn không hiểu là cái gì đấy thì làm thế nào? em có cả nhóm có nhiều người tổng hợp về em nó có một phần được gọi Tôi thấy không phải là của em mà. dạ, em thưa cô là em và các bạn ở trong trong nhóm cùng làm ạ. Ừ, thì khi em trình bày thì em phải hiểu được chứ, hiểu để cô hỏi cái gì thì để trả lời được chứ. Dạ vâng. Ừ. Thế phải tìm hiểu xem nhuyễn thể là cái gì nhá. Dạ vâng. Rồi. Nhuyễn Là cái gì? Phải đọc. Bây giờ chưa đọc thì em sao trả lời được không? Thế xong này còn cô lút, cô lô lút là cái gì? vâng ạ, để em tìm hiểu thêm ạ. Ừ, tìm hiểu thêm cho cô hai cái đấy xem nó là cái gì nào. Thế thì ở đây người ta chủ yếu là người ta nhắc đến cái serotonin ở trong cái tác dụng chống trầm cảm ấy. Và một phần nữa của rối loạn serotonin khi khi giảm serotonin thì gây ra các cái biểu hiện về thần Có kinh tiêu. thì
luôn. Thần kinh là có tâm trạng bất ổn, trầm cảm, lo âu, tâm thần phân liệt, các vấn đề về trí nhớ, thay đổi giấc ngủ. Tiêu hóa thì gây khó tiêu, buồn nôn. Về tiết liệu thì gây tiểu tiện không tự chủ. Về vận động thì gây khó khăn về chuyển động và thăng bằng. Về sinh dục thì gây giảm ham muốn, giảm khoái cảm, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và gây ra khó đông máu. Được rồi, tôi gửi những cái này cho cô để cô xem lại cho. Chưa hết. Rồi. Rồi tôi lại là đây là sự tập hợp của nhiều bạn đúng không? Cho nên đến lúc em trình bày này em không hiểu là em trình bày cái gì, chỉ hiểu cái phần mình chuẩn bị thôi. Cái này cái serotonin là người ta nói nhiều đến cái vai trò trong cái bệnh trầm cảm. Trong cái ứng dụng của thuốc chống trầm cảm. Nó làm giải giải lo âu, ví dụ như là amitriptyline. Đấy là một trong những thuốc người ta hay được dùng đến. Người ta gọi là thuốc chống trầm cảm ba vòng. Còn lại là giống như bạn vừa nói thôi. Thế còn cái chất cuối cùng đó là ATP adenosine. Thì cô mời nhóm cuối cùng nhé. Nhóm cuối cùng của chúng ta mời bạn Phan Thị Hồng Ánh nào. Phan Thị Hồng Ánh nào. Vâng ạ. Ừ, em chiếu đi. Cô ơi, cô đợi em một chút ạ. Rồi. Cô ơi, cô đã nhìn được màn hình của em chưa ạ? Cô cần nhìn cái gì chứ? Cái gì đấy? À, vâng. À... Được chưa cô? Ờ, để xem nào. Được rồi, ATP này. Rồi. Ờ, em thưa cô, em trình bày bài của nhóm em về ATP và adenosine ạ. Ừ. Phần thứ nhất là ATP. ATP thì có khoáng chất từ nucleoside gồm 3 thành phần là adenine, thymine và ba gốc phosphat ạ. Nguồn gốc là từ thi thể phân giải từ nguồn gốc là từ phân giải các glucid, lipid và protein ạ. Tác dụng thì ATP nội bào thì có tác dụng là cung cấp dự trữ năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể. Còn ATP ngoại bào thì có tác dụng với các cùng với các chất dẫn truyền thần kinh khác để tham gia tăng sự ổn định hóa học của các chất này. ATP thì có tác động lên các động mạch ruột phổi và bàng quang. Rối loạn ATP thì khi mà ATP giảm thì các thiếu cung cấp năng lượng cho các mô ạ. Thì các mô có năng có nhu cầu năng lượng cao thì dễ bị tổn thương. Biểu hiện lâm sàng thì có là co giật, giãn xương ngực cơ, liệt vận nhãn, các đợt giống đột quỵ, yếu cơ, táo bón nặng và có bệnh cơ tim ạ.
là cái ATP này nó tác động chủ yếu trên động mạch ruột, phổi và bàng quang. Rồi adenosine nè. Em có câu hỏi hay là adenosine thì bản chất của adenosine là từ nucleoside nội sinh có trong với cả các tế bào cơ thể. Ừ. Có nhiều ở đâu? Nguồn gốc ở trong tất cả các tế bào cơ thể có ba. Cái adenosine này nó có ba phân nhóm, đó là A1, A2 và A3. Thì A1 thì nó có nhiều trong tiểu não, và ở tiểu não thì nó liên quan đến cái sự kiểm soát vận động của cơ thể. Ở vùng hồi hải mã thì nó liên quan đến học tập và trí nhớ. Ở vùng thụ thể A2 thì có nhiều ở thể vân. Ở thể vân thì nó liên quan đến thực hiện các vận động chú ý. Thế còn ở khứu giác thì liên quan đến nhận cảm mùi, tức là cái thụ thể A2 đấy. Thế còn nhóm em còn chuẩn bị thêm được cái gì không? À, cái rối loạn vận đấy. Để nghĩ đi. Cũng là nhịp tim cao. Về phần tác dụng ạ. Tác dụng thì adenosine là một chất điều biến thần kinh tác động lên sự dẫn truyền tín hiệu tại nhiều synap, sử dụng các chất dẫn truyền thần kinh khác ạ. Rồi. Được rồi. Còn gì nữa không? Về rối loạn các rối loạn bệnh lý liên quan đến adenosine, đấy là rối loạn nhịp tim ạ, cao huyết áp, tăng áp lực động mạch phổi ạ. Rồi, bởi vì nó có tác dụng chủ yếu trên ba cái mà người chúng ta vừa nói. Rồi. Thế tóm này, hôm nay chúng ta thấy rằng lớp của chúng ta các bạn đều làm việc rất là tích cực. Để tìm ra được những cái kiến thức mà chúng ta đã được phân chia công việc, đúng không ạ? Nhóm nào cũng có được đều có sự chuẩn bị rất là tốt. Rồi, các bạn gửi tất cả những cái bạn mà được gọi đi thì gửi tất cả những cái phần mà các em chuẩn bị được cùng với tên của các bạn ở phía dưới. Chúng ta đánh tên của các bạn nhóm. Còn những cái nhóm nào mà đã cả tổ mà làm cùng thì không cần nữa, cũng có danh sách được. Thì các bạn chỉ cần nhớ rằng là với các chất dẫn truyền thần kinh ấy thì nó là những cái hoạt chất nội sinh, tức là nó sinh ra ở trong cơ thể của chúng ta. Nó có thể là những cái chất mà nó có sẵn, được sản sinh ra, được tổng hợp từ các chất có sẵn trong cơ thể, hoặc là nó phải được tổng hợp từ thức ăn. Thế và các cái điều kiện để một cái chất hóa học nội sinh trở thành một chất dẫn truyền thần kinh là có 7 cái điều kiện mà cô nói ngay từ đầu. Không phải chất nào cũng được trở thành chất dẫn truyền thần kinh, đúng không? Phải có đủ tiêu chuẩn của nó. Và với mỗi một cái chất dẫn truyền thần kinh nó muốn hoạt động được thì nó đều trải qua 7 cái giai đoạn. 7 tiêu chuẩn nhé, 7 giai đoạn của sự hoạt động dẫn truyền thần kinh, đúng không? Và nó có cái cơ chế, các em cần phải nắm được cả cái cơ chế hoạt động của nó. Thì chính là 7 cái giai đoạn đấy. Còn lại có cô nhắc đến 7 cái hoạt chất, 7 hay 8, 8 hoạt chất là chúng ta quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất đó là acetylcholine. Thứ hai đó là các catecholamine. Thứ ba đó là serotonin. Thứ tư đó là glutamate. Đúng không ạ? Rồi các cái chất mà cô vừa có ra cho các bạn ấy, glycine này, ATP và adenosine này, vitamin này, GABA, đúng không ạ? À, với mỗi chất thì các bạn đều phải nắm được cái nguồn gốc, bản chất, tác dụng, rồi biểu hiện bệnh lý khi rối loạn, một số ứng dụng lâm sàng. Thì vừa nãy chúng ta đã trình bày được cả rồi. Thế thì bài của chúng ta ngày hôm nay thì kết thúc ở đây. Cô còn gặp lại các bạn còn hai bài ở tuần tới nữa. Thì là với hai bài tuần tới đó là các bài các hình thái học của đau và hạch nền nữa. Thế thì cô mong là các bạn về là chúng ta chuẩn bị bài trước nhé. Để hôm đó chúng ta sẽ trao đổi nó dễ dàng hơn. Thế chưa ạ?
Rồi nếu mà không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta kết thúc ở đây nhé. Chào cô ạ. Chào mấy em, chào cô. Ừ, chào các em. Chào cô. Ừ. Chào cô. Ừ, chào các em nhé.